một bộ sản phẩm nói là cực kỳ nhỏ gọn mà các bác được sử dụng toàn là xịn, xịn 100%. Cặp loa các bác cùng xem, cặp loa Pure của Nhật Bản và cặp loa được sản xuất tại Nhật luôn các bác nhá. Đây để em xoay thông số cho các bác xem. CSV 21. Đấy. V 21 các bác nhá. Đấy, 21 21. Đấy, em cứ nhầm là 11 21. Rất là đẹp. Đời này kiểu dáng đẹp lắm các bác ạ. Đấy, bạn khách hôm qua đã chuyển tiền đủ cho em lấy cặp loa này. Đấy, và em báo giá cặp loa đẹp long lanh như này, thùng không bị lở bể các bác nhá. Đấy. Còn những cái sản phẩm nó lở bể nó rẻ hơn. Đối với cặp loa xuất sắc như này là 3 triệu 500 nghìn. Đấy. Và các bác cùng xem những cái sản phẩm như này. Một số nơi họ cũng có, nhưng mà với đẹp như này thì tầm 3 triệu 7 tại cửa hàng. Còn em bán là 3 triệu 500. Còn có những cặp nó như thế này nhưng thùng nó xấu. Thùng nó xấu thì nó rơi vào khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 1. Đấy các bác nhá. Còn em không nói đến là hàng bờ nhé. Vẫn là hàng bãi. Nhưng những cặp nó đẹp như này là giá 3 triệu 500. Đấy, em thì em tuyển hàng đẹp các bác ạ. Em tuyển hàng đẹp. Đấy, còn về loa thì không phải nói rồi. Loa thì là phải là zin rồi. Đấy, riêng bên em lựa chọn thì loa phải zin. Đây là bụi. Đấy nhá. Gân dòng này thì không phải thay các bác nhá. Đấy. Tép có thể là đa hướng này. Đấy, các bác nhá. Xoay được. Thùng vách cực kỳ là đẹp. Đấy. Các bác nhá. V21 kiểu dáng rất đẹp. Bên em có rất nhiều mã. V21, V26, V26, V3, 36. Đấy, những dòng đấy nó V16 nữa nhá. V16, V16 thì đắt tiền. V21 thì nó rất hợp lý các bác nhá. Và nó rất hay, đẹp. Và công suất của nó đây các bác cùng xem này. Đấy, 150W. Đấy. Công suất của nó là đấy, 150W 6 ohm made in Japan. Vậy. Rất là đẹp, cặp loa rất đẹp đấy các bạn. Và đã chuyển đủ tiền cho em rồi. Và tiếp đó ghép với con âm ly BMB thì nó rất hợp với dòng loa Nhật. Đấy là loa bầu. Đấy, con này nó rất hay. Vang vọng của nó có cả đây. Dì vật delay nhá, echo. Đấy. Đó, bát chéo của phần mic này, đây bát chéo phần nghe nhạc các bạn nhá. Rất dễ sử dụng trên con này. Và nó là hàng xịn các bác. BMB xịn các bạn. Đây, giá 2 triệu 500 nghìn thôi, giá rất tình yêu. Các bác cắm như này giúp em này, cắm vào cổng CD giúp em các bạn. Đấy. Tác dụng min max tín hiệu vào. Và đây cài loa các bác nhé. Cài loa đây, một đỏ một đen đúng âm dương vào. Đấy. Cái này làm rất chắc, riêng Nhật làm rất dễ cài. Gạt này đi, cái này cắm vào gạt lên. Đấy. Rất dễ, điện 220V. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bác khách đã tin tưởng. Vâng, với những con âm ly này ghép với loa bầu Mỹ này, BMB này, đặc biệt là Pure loa làm này cực kỳ là hợp. Cực kỳ hay. Nó cũng không khác gì những con âm ly như Jaguar bên em bán hơn 7 triệu các bác nhá. Đấy, giá rất tình yêu. Cảm ơn các bác rất là nhiều.